Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay mới có thời gian để quay điều hòa cho các bác khách dặn máy em. Rồi bác nào đặt cọc tiền nhà em thì có thể xem qua video này. Thì em còn một loạt nữa cũng đang đợi để lên, bởi vì nhà giờ là Tết nó quá chật. Năm nay thì dồn hàng Tết và nhưng mà nó ế quá, không như mong đợi. Nên là điều hòa thì bắt buộc phải cho ra ngoài này, bởi vì là chủ yếu điều hòa bọn em bán vào dịp ra Tết thôi. Bởi vì sang năm thì các bác mua, nhưng mà về cận năm này thì nhiều bác muốn đổi máy. Một phần là đổi máy này, một phần lên nhà mới này, một phần là các bác bây giờ mua nó sẽ rẻ hơn là ra ngoài Tết. Máy điều hòa bây giờ đang lên hơn 1 triệu một con, để lên hơn 1 triệu một đầu máy liền. Cho nên là bây giờ những cái giá rẻ thì không thể mua được đấy. Thì bác nào mà mua sớm thì mình dùng sớm, ở đâu cũng vậy thôi, ở bên nước Nhật thì cũng như ở bên Việt Nam thôi, cũng đều có người giàu và người nghèo. Bây giờ thì kinh tế nó suy thoái, không những người ở mình còn khó khăn thì bên Nhật người ta cũng khó khăn thôi. Vừa khủng hoảng kinh tế này, vừa động đất này, vừa cháy máy bay này, nói chung là rất là nhiều thiên tai. Cho nên là bản thân người Nhật bây giờ người ta cũng dùng đồ cũ, cho nên là bọn em cũng mua được rất là ít máy. Những cái máy VIP ở đây là em phải lọc ở rất nhiều lô lọc lại và phải mua đấu giá cao thì mới mang được những con máy VIP về đây. Thì các bác biết rồi, để mà có những con máy VIP ở đây thì không phải tự dưng mà nó làm ở đây được, bởi vì trong lô thì không bao giờ được có những con máy đẹp mà máy VIP, tức là máy VIP mà đẹp thì hầu như là không bao giờ có luôn, bởi vì đã bị lọc từ bên Nhật rồi và bọn em mua tại ở cửa tiệm ở bên Nhật luôn, chứ không phải là mua ở bờ bãi gì. Cho nên là chất máy các bác nhìn nó như là mới luôn đấy. Bác nào mà đam mê mà thực sự muốn dùng đồ bãi, đồ bãi không phải mua về để lắp cho độ oai, mà mua về để các bác dùng 5 năm 10 năm vì độ ổn định nó cao. Còn những cái dòng máy hàng lô ấy nó lát ấy thì em nói các bác kể đời cao hay đời thấp mà dùng nhiều ấy thì nó cũng như nhau hết cả thôi đấy. Cho nên là nhiều bác hỏi em là năm với bọn em bán thì nó không cứ năm, quan trọng là máy đấy có chức năng gì, công nghệ như thế nào đấy, thì nó đi theo cái giá thành thôi. Còn chất máy thì nó gần như đây, các bác nhìn nó gần như là mới, nó cũng chả khác gì một mới, nó 1910 rồi. Thì bây giờ bác nào mà cần mua thì alo em hai số điện thoại này nhé, đấy 0975 360 433, dưới là 0377 996066. Kênh em là kênh hàng Nhật Bái Thanh Lâm, có địa chỉ duy nhất tại Linh Giang Hải Dương đấy. Dịp cận Tết này thì bọn em rất là bận, không có thời gian để tiếp khách mà đang làm này, bác nào xuống nhà mà không tiếp được cái bác mà hai là nó rất là mất thời gian, bởi vì cận Tết thì bọn em rất là bận. Cho nên là bác nào chí lấy thì hắn xuống nhà em, còn nếu mà chưa mua thì còn xem để tham khảo, thì hẹn các bác ra Tết thì ngày rộng tháng dài thì các bác xem thoải mái luôn. Bởi vì có những ngày này nó bận, có khi các bác xem cả ngày không mua được con máy mà ngồi tiếp các bác thì bọn em mất cả một ngày công. Cho nên là rất là mong các bác thông cảm nhé. Bác nào chí mua thì hắn xuống nhà em, còn xem tham khảo thì hẹn các bác ra Tết đấy, ngày rộng tháng dài các bác xuống thoải mái đấy. Bây giờ em sẽ đi từng loạt từng con một, bởi vì máy này nó rất là to đấy, không thể xê đi xê lại được. Cái máy này nó nặng hàng tạ cơ, cả mặt nóng với cục lạnh này nó nặng gần 1 tạ cơ, cho nên nó rất là nặng luôn. Thì em sẽ đi từng hàng một và báo giá cho các bác luôn. Đây, trên này là một con Hicam model cao cấp nhất của dòng Hitachi, có nhất rồi. Nó thêm một cái mặt cong ở đây gọi là mặt quỷ, hai cam, một cam quét người, tức là quét vật thể di động đấy, một cam quét nhiệt. Cam quét nhiệt ở cam bên này, quét nhiệt là gì, là nó kép quét cái góc nhiệt để nó phân bố lượng nhiệt đều hơn. Có 4 na đảo, nên đời cao thì nó có 3 na đảo to ở trên và 1 na đảo dưới cùng thì thôi đấy. Nó không đời 2018 thì nó sẽ dùng 6 na đảo đấy, còn nên đời 2019 trở lên thì nó sẽ dùng 4 na đảo thôi đấy. Em đọc tem luôn đấy, dòng Hitachi này là nó rất là hay. Nó thấy mấy ông Việt Nam mình là hay đóng tem lên lưng đời, thế là nó dập chìm luôn tem vào khung máy luôn, nó khỏi đóng tem luôn, khỏi lưng đời luôn. Con này là con JT28ZE7, con này thì là dạng mạc chrome. Đấy, nếu mà thêm chữ E thì ở dưới này nó sẽ là dàn mạc chrome. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ là dàn mạc chrome. Thì video này em sẽ quay thành hai video mới hết được. Đây là tất cả những con dãy số dài nó sẽ là mạc chrome nhá. Đấy, xanh nè luôn. Đấy. Con này thì em bán, con này nó tương đương máy 12.000 nhưng mà công suất to, bởi vì là cái con này nó chạy ở 1.000 gần 1.500W cơ. Cho nên là con này vụt phòng tầm 20m2 thì bao bác đắp chăn thì thôi. Đấy, con này thì hiện tại thì nhà em đang bán giá là 16.500.000 nhá. Đấy, 16.500.000 cho con Hi máy 12.000 dòng VIP này. Đấy, Hitachi DAT 2019. Em bán giá là 16.500.000. Giá này thì đã bao gồm đổi nguồn rồi nhá. Hi đầu 28, Hi 28 2019. Đấy, em bán giá là 16.500.000. Đấy, 16.500.000 gọi là mã số 1 nhá. Giá này đã bao gồm đổi nguồn rồi, chưa bao gồm phí ship. Đấy, bác nào mà xem video mà thấy đắt
thì thôi mình không phải xem nữa, mà mình cảm thấy hợp lý thì mình mua. Đấy, nhiều bác thì có trong kênh em thì hầu như nhiều bác có tuổi bác xem, cho nên là những anh em nào thanh niên mình xem mà cảm giác mình am hiểu về đồ bái thì mình bình luận. Còn nhiều bác thì bảo là đồ bái là đắt thế thì mua mẹ đồ mới dùng cho nó nhanh, mấy ông giả người thì mới đi dùng đồ cũ, thừa tiền mới đi mua đồ cũ. Thật sự với các bác ấy, những người có ăn có học thì không bao giờ người ta nói thế đâu. Gần như là những người giàu người ta kiếm ra hàng vài chục tỷ rồi, hàng 5-70 tỷ rồi, thì người ta đều có sự trải nghiệm và đã dùng thử rồi thì người ta mới đam mê đồ bái được. Còn những bác nào không phải là đam mê đồ bái thì mình vào xem cho nó vui cũng được, chứ không cứ là các bác phải bình luận những cái nó thiếu văn hóa như vậy đâu. Bởi vì là đắt hay rẻ thì người mua người ta phải có hiểu biết. Bởi vì lên những cái dòng máy VIP này thì gần như là 10 bác đi mua dòng máy VIP này thì 10 bác đều có sự tìm hiểu, cũng như là so sánh giá, cũng như là lên các trang mạng tìm hiểu đời này chạy cái gì hay này, công nghệ như là bác đều tìm hiểu hết rồi. Bọn em cũng không, hầu như là cũng không cần phải quay nhiều, bởi vì những cái dòng VIP này chức năng gì thì các bác biết hết rồi. Đấy, auto lia dọn dàn, con này thì có bù ẩm nhá. Đấy, dòng Hi này thì nó có bù ẩm. Đấy, có bù ẩm. Tiếp một em nữa, một em Hicam. Hicam đời 2018. Con này đời 2018, con mã là X28H. Đấy, đời 2018. Cũng hai cam, một cam quét vật thể di động, một cam quét người, auto lia dọn dàn ion. Auto lia dọn dàn nói chung là dòng VIP hết. Đấy, full hết các tính năng. Đây là những cái mã cao cấp nhất của một thương hiệu. Tức là cái mã Hi này của em, hai con này chẳng hạn, nó đều là cái dòng cao cấp nhất của một hãng rồi. Đấy, con này thì đắt 2018. Đấy, con này Hi đầu 2018, đắt 2018. Đấy, con này em bán có bác giá là 15.500.000. Đấy, 15.500.000. Tất cả máy là đều có khiển và đồ đạc zin như theo máy nhá. Đấy, không phải là dùng khiển tàu, khiển thúng gì đâu. Đấy, tiếp em Mitsu nữa. Em Mitsu này thì cũng là model cao cấp nhất của dòng Mitsu. Đấy, con này có mã là EM3619E7. Cũng là dàn mạ chrome xanh. Đấy, cũng là dàn mạ chrome xanh nhá. Tức là những cái dòng chứ mà có dòng E ở dưới đấy là nó sẽ ký hiệu cho cái đời dàn nóng sẽ là mạ chrome. Đấy, cái tức là cái dòng này nó chuyên sản xuất ở khu vực gần biển thì nó sẽ được mạ dàn chrome. Đấy, con này là hàng cửa tiệm gần như mới, đắt 2019. Model này đang sản xuất là model 2003, vẫn đang dùng model này, chưa thay model mới. Đấy, công nghệ thì ngập tràn rồi, có bù ẩm này, auto lia dọn dàn này, ion này, cảm biến nhiệt độ phòng này, cam quét này, cam quét nhiệt là đầy đủ hết. Con này đầu 36, con này hiện tại em đang bán giá là 17.500.000 nhá. 17.500.000 cho em mít đầu 36. Đầu 36 đắt 2019. Em bán giá là 17.500.000. Tất cả máy em báo giá cho các bác là đều đã kèm đổi nguồn đi theo máy rồi. Đều dùng đổi nguồn 3kHz, không dùng đổi nguồn bé. Đấy, bác là không thấy đổi nguồn thì bọn em trừ cho 700.000 đi. Đấy, cũng bảo các bác. Bác nào gần thì bọn em sẽ hỗ trợ ship tận nơi cho các bác. Đấy, còn bác nào ở xa thì bọn em sẽ hỗ trợ một phần thôi. Đấy, cũng phải bảo các bác vậy. Tức là giá thì vẫn có thể xê dịch một chút, bởi vì là nó bọn em mua sớm này thì nó rẻ, cho nên là nó vẫn có giao dịch dao động một chút. Đấy, các bác xem video này thì nhà em sẽ áp dụng trong năm thôi, chứ còn ra ngoài Tết thì nó sẽ có xê dịch về máy, chắc chắn là sẽ lên mà lên rất là nhiều luôn, em đảm bảo bác luôn. Bởi vì bây giờ hiện tại bên Nhật cũng không có hàng mà đóng, máy cỏ thì rất là nhiều nhưng máy VIP này là không có mà mua. Đấy, dặn chủ hàng không mua được. Đấy, tiếp em VIP nữa, em Hi đây, tiếp em Hi nữa đây, em Hi này là em Hi GT22ZE7 đắt 2019. Đắt 2019 đấy. Form của 2020-22 đều dùng form này. Em của nhà trước em có một con 2021 là cũng đều dùng cái form này. Đấy, nhưng mà dòng Hi này là các bác Hà Nội là không đóng tem rồi. Và những con mít này là nó đều có in cái năm sản xuất ở chìm trong lắp rồi, thì không thể lưng được năm đâu. Đấy, các bác video hướng dẫn các bác check năm mới check ngày tháng rồi đấy. Đấy, con này đầu 22, con này thì em bán giá là 13.500.000. Hi đầu 22 2019 giá là 13.500.000. Đấy, 13.500.000. Đấy, 13.500.000 nhá. Đấy, tiếp một em nữa, em Mitsu đầu 25. Đấy, Mitsu đầu 25 đắt bao nhiêu đây? Đắt 2015.
đấy, phun cũng phun phun chức năng auto lia dọn dàn cảm biến thân nhiệt, cái gì ion a gì plasma hay cái gì đấy, phun hết công nghệ đấy, đầu 25 em mít này đấy, em mít đầu 25 tương đương với máy 10.000 đấy. Con đầu 36 lắp phòng tầm 24 mét vuông trở xuống đấy. Còn những cái đầu 22 này chức năng như này, đó dòng VIP này bác lắp phòng 20 mét vuông vẫn chạy tốt nhá, đấy chạy thoải mái luôn, bởi vì là nó là công suất của nó hơn 1.000W cơ chứ không ít đâu. Đấy con mít đầu 25 này đắt 2015 đấy. Con này em xin được gửi tới những bác giá là 8,5 triệu nhá, đấy 8,5 triệu nhá, 8,5 triệu nhá. Tiếp em Mitsu, em Mitsu đầu 36, con này là Mitsu hàng Nhật, hàng lắp ráp ở Thái xuất sang thị trường Nhật đấy, tức là có nội địa Nhật đặt Thái sản xuất đấy. Con này đầu 36 lăm rồi, con này của em nó mờ mất lăm rồi, không nhìn thấy lăm luôn. 2015 à, 2015 em Mitsu cũng auto lia dọn dàn đấy. Con này thì made in Thái Lan đấy, sản xuất tại Thái Lan mà mang về thị trường Nhật dùng vẫn là điện 110 nhá, tức là nó sản xuất Thái Lan mang về Nhật thôi đấy. Auto lia dọn dàn, cái gì khử mùi khử kiếp này, khử khuẩn này. Con này của em thì thợ nhà em lắp nó bị rơi mất một cái chốt cá này. Đây đúng là một cái chốt cá, thợ nhà em lắp nó bị rơi mất, mất cái chốt này. Nên nó không ảnh hưởng gì đến máy, con này em bán rẻ cho các bác. Đấy. Con này em bán các bác giá là 8,5 triệu nhá. Đấy, nó bị gãy một cái chốt thôi. Máy không vỡ dập nứt bể gì nhá, thợ nhà em làm gãy. Đấy. Mít 36 2015. Đấy. Em bán cho các bác con này giá 8,5 triệu. Đấy, máy có thế sao em báo vậy luôn, vớ dọc đâu cũng báo luôn. Đấy. Tiếp em nữa em Hito. Tiếp một em nữa em HiJT28HE6. Con này đắt 2018, cũng phun chức năng. Đấy. Đầu 28 em bán con này giá cũng 15 triệu 500. Hi đầu 28 2018 giá cũng 15,5 triệu. Đấy, 15,5 triệu nhé. Đấy, tiếp một em nữa. Em Hi đầu 56, có mã là JT56GE2E7, đắt 2018. Đấy, đắt 2018 mới ra sang form này này, có nhìn. Đấy. Đã sang cái form này rồi. Đấy. Đấy nó ra đời đầu ấy, trong năm 2018 sản xuất nó bán cả 29 mà 2020 21 vẫn dùng form này. Đầu 56. Con này em bán các bác giá là 24 triệu 500 nhá. 24 triệu 500. Đầu 56 2018 giá là 24,5 triệu. Đấy, 24,5 triệu. Đấy, cái này thì ăn sẵn điện 200 rồi, không cần phải dùng qua đổi nguồn nữa. Đấy, một em Hi nữa. Em Hi gì đây? Em Hi này cũng auto lia dọn dàn nhá. Đấy, cũng cảm biến nhá, cũng cảm biến thân nhiệt nhá, đầy đủ hết nhá, không thiếu chức năng gì luôn. Muốn nắp đâu? Em Hi này có mã là M22DE2, cũng dán mạ cà rôm luôn. Con này đáp bao nhiêu nhỉ? 2014, cũng dán mạ xanh. Rất nhiều con dán mạ xanh nhưng cứ mà mã E dưới là dán mạ xanh hết. Đấy, con này gọi là máy 10.000. Đấy, con này thì em bán các bác giá là 8,5 triệu. Em Hi đầu 25, tát 2015. Giá 8,5 triệu. Tất cả máy đều là dòng phun chức năng, không phải là dòng máy cỏ nhá. Đấy, con nào máy cỏ thì em sẽ bảo luôn. Mà gần như là không có máy cỏ đâu, toàn bộ là máy phun chức năng hết. Đấy, có lấn có một con thôi. Đấy. Tiếp em nữa, em Mít. Em Mít MSZ là 2817 đắt 2017. Đấy, cũng phun chức năng đầu 28. Đầu 28 lắp phòng tầm 20 mét vuông. Đấy. Mít đầu 28 2017. Đấy. Con này em bán bác giá 9,5 triệu. Đấy, 9,5 triệu nhá. Đấy. Tiếp một em nữa, em Mít EX2219E7, cũng là dàn mạ cà rô. Cứ mã cuối mã E thì nó sẽ là mạ cà rô, thì cả chung với cả Hi cứ mã cuối mã E là nó sẽ là dàn mạ cà rô nhá. Đấy, em Mít đầu 22. Con này thì là máy chức năng lên một phòng 15 mét vuông thoải mái, cũng phun chức năng nhá. Đấy, đắt 2019. Cũng phun chức năng hết. Đấy.
cúng ngao tu lia dọn dàn, cúng cái biểu tượng của dòng máy đời cao. Model này nó ăn đi hành, model 2021 nó vẫn dùng model này. Đấy, con này thì em bán bác giá cũng 7,5 triệu thôi. Mít đầu 22 2019 giá 7,5 triệu. Đấy, 7,5 triệu nhá. Tất cả máy là sẽ có khiển zin và đồ lạc zin đi theo máy nhá. Đấy. Tiếp một em nữa, một em EAX 3619E7 cũng giản mạng của đôm, đắt 2019 này. Số cuối là số 5 này. Đấy, con này em bán cho các bác. Đầu 36 rồi. Em đầu 36. Con này em bán cho các bác giá là 15 triệu 500 nhá. Đấy, 15,5 triệu nhá. Đấy. Tiếp một em nữa. Một em mít cũng có cam cảm cũng có quét thân nhiệt nè. Nhưng mà con này không có auto lia dọn dàn này, bảo luôn các bác này, không có auto lia dọn dàn này. Đợi bốn cái đắt 2020 thôi. Máy 9.000. Đấy. Đấy, em bán bác này 7,5 triệu. Đấy, 7,5 triệu. Đấy. Thì em sẽ kết thúc video bởi vì video nó rất là dài, em sẽ đi thêm một loạt bên trong này nữa để em quay tiếp video cho các bác. Đây là vừa quay qua một loạt nhỏ và lẫn một con máy to rồi, thì em sẽ quay tiếp một loạt này nữa cho các bác. Đấy, thì bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này. Đấy, nếu bác nào mà thấy đắt mà thì các bác để ra Tết mua cho nó rẻ. Đấy, em thì sợ ra Tết lên các bác sợ không mua rồi thôi, bởi vì là những con máy VIP này về đây rất là hiếm luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số nhá, 0975 360433, dưới là 0377 996066. Em chào các bác nhá.